Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 28 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 28 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói, lúc bây giờ bên trong cốc cương phong gào thét, sức gió mạnh mẽ lại lạnh lẽo vô cùng hiếm thấy, áp cho không khí biến thành màu xanh nhạt, bọc lấy từng khối băng và loạn thạch to nhỏ ném ra phía bên ngoài. Bay càng gần, tiếng gió lại càng to. Diệp Húc dừng trước mặt một khe sâu, thu hồi kim tàm bốn cánh lại, chỉ nghe thấy tiếng gió như tiếng mấy trăm con trâu đực cùng nhau giống giận đến long trời lở đất. Đây là sau khi vô hồn giới chủ chết đi, nguyên thần phân giải mà hình thành cương phong sát khí, muốn đi vào tầng thứ hai vũ giới thì phải xuyên qua nơi này. Bách Khoa Cung và Nam Môn Phái mấy lần mở ra vô hồn giới, phái đệ tử tiến vào trong đấy, ý đồ muốn khai thông không gian tầng thứ hai nhưng đều không thành công, có không biết bao nhiêu người đã chết trong thông đạo này. Trước thông đạo lúc này có không tới 20 danh vu sĩ, nhân số Bách Khoa Cung chiếm đa số, tuy nhiên cũng chết cùng bị thương không ít người, chỉ còn lại chưa tới 10 nữ đệ tử. Trong đám đệ tử có La Sát Môn, còn có Quỷ Vương Tông, Thất Sát Cung nữa. Hiện giờ chỉ có nữ đệ tử của Bách Khoa Cung là bị chết ít nhất, còn trong bốn môn phái khác thì Huyết Thần Bảo toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình La Tu. Thất Sát Cung cũng chỉ còn lại một hai người, Quỷ Vương Tông, La Sát Môn cũng vậy. Những người này sợ hãi liếc mắt nhìn hắn, phát hiện Diệp Húc không có ý định giết người đoạt bảo mới thở nhẹ ra, nhưng không có rời đi. Chỉ có tỷ muội Ân Nguyệt Nhi cùng Ân Tuyết Nhi của Bách Khoa Cung là không sợ hãi Diệp Húc chút nào cả. Hai người đang muốn chạy tới nói chuyện với Diệp Húc bị mấy sư tỷ ngăn lại, không cho tiếp cận với Diệp Húc. Lúc này hung danh của Diệp Húc hai tay dính đầy máu tươi, mỗi ngón tay đều dính mấy mạng người. Trong những người ở đây, Diệp Húc chính là một đại ma đầu. Bọn họ tiến vào vô hồn giới mục đích ngoại trừ tìm kiếm bảo vật ở tầng thứ nhất, còn có mục đích khác là khai thông tầng thứ hai vô hồn giới. Tầng thứ nhất vô hồn giới mặc dù bảo vật rất tốt nhưng khẳng định còn xa mới không bằng kịp tầng thứ hai. Nếu là có thể tiến vào tầng thứ hai, tùy tiện đạt một kiện bảo vật giá trị còn cao hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Nếu ai là người thứ nhất tiến vào đạt được của cải, khẳng định là không thể tưởng tượng được. Người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn, đây chính là đạo lý thiên cổ không đổi. Cương phong từ trên trời thổi xuống dưới, lạnh như hàn băng đánh lên trên mặt người, mơ hồ cảm thấy đau rát. Đột nhiên một nữ nhân che mặt của La Sát Môn lên tiếng nói: "Chư vị sư tỷ, tiểu muội ở Đồng Lô Cốc đạt được một kiện kim ô bảo y. Cái bảo y này có thể hộ thể, khẳng định có thể thông qua được thiên hạp cốc này tới tầng thứ hai. Lúc này để cho tiểu muội tới thử một lần." Mặt khác, đệ tử La Sát Môn liếc mắt nhìn nhau, dặn nàng cẩn thận, nếu tình huống không đúng, lập tức liền rời đi. Nàng kia cười khanh khách mà nói: "Chư vị sư tỷ yên tâm, tiểu muội đã tu luyện tới chân nguyên nhị phẩm, liền luyện được chân hóa, chính là không thể hàn khí để vào trong mắt đâu." Nàng đi thẳng vào thung lũng, đón gió lạnh tiến tới phía trước. Cương phong sát khí này thuần túy là phong sát, cực kỳ loãng. Thế nhưng mà loại phong sát pha loãng này cũng không phải là vô sĩ bình thường có thể chịu đựng được. Chỉ cần hơi vô ý một chút thôi, chính là cốt nhục tan rã. Nữ nhân La Sát Môn kia đi tới vài trăm bước, chỉ thấy hàn khí ngày càng mạnh, gió thổi càng lúc càng lớn, gió như giống bên tai. Trong chớp mắt, trước mắt của nàng như tràn ngập băng tuyết, dường như ngay cả chân nguyên của nàng cũng bị đóng băng lại vậy. Nàng không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục chân nguyên, kích phát ra kim ô bảo y. Từng đạo kim quang bay nhanh trên người nàng, hình thành một lớp ô kim phòng ngự. Nàng lập tức cảm thấy áp lực của mình giảm nhẹ, tốc độ cũng dần dần nhanh hơn. Bên ngoài thông thiên hạp cốc, rất nhiều vũ sĩ đang khẩn trương nhìn nàng, ánh mắt không nhấp nháy một chút nào cả. Mấy người La Sát Môn cũng khẩn trương, nhìn không chớp mắt. Đột nhiên một nữ nhân cười nói: "Uyển Nhi muội muội đã đi được hơn dặm rồi, xem ra phong sát của thông thiên hạp cốc này cũng không phải quá khủng bố như trong tưởng tượng." Vừa dứt lời, chỉ thấy kim quang bao phủ trên người nữ nhân kia đột nhiên bị phá nát, vu bảo trên người của nàng trong chớp mắt bị cương phong phá thành từng mảnh, làm cho nàng lập tức đông cứng lại. Những khối thịt của nàng bị bóc ra, bị cương phong màu xanh nhạt cuốn ra khỏi cốc.
Trong nháy mắt, nữ vũ sĩ Trần Nguyên Kỳ từ một nhân loại, một nữ tử xinh đẹp biến thành một khối hải cốt màu trắng ngà. Gió lạnh mang theo băng đá đập tới, làm cho hải cốt kia cũng bị đập nát, không còn tồn tại. Mọi người lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc. Nữ nhân này mặc một kiện vũ bảo thần túy phòng ngự, không ngờ cũng bị phong sát xé rách, cốt nhục tan rã. Để ta đến thử xem. Đột nhiên một đệ tử Quỷ Vương Tông mở miệng cười nói. Diệp Phúc nhìn lại, chỉ thấy người này dáng vẻ thấp bé, mặc dù đang cười nhưng cơ thể dường như đã chết, không chút nhúc nhích, vẫn một bộ mặt cương thi như trước, cũng không thích nhiều lời. Tu vi của hắn cũng đạt tới chân nguyên kỳ, không biết được kỳ ngộ gì. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng, quanh thân những khối cơ nhục nổi lên, làn da nhanh chóng biến thành màu lục, hai cái răng nanh trong miệng nhanh chóng dài ra, ước chừng dài 5-6 tấc. Người này không biết vận chuyển tâm pháp gì, hình như là quỷ vương, bước chân ầm ầm tiến vào trong thông thiên hạp cốc. Chân của hắn chiều ngang rất lớn, một bước liền lao ra ngoài 50 mét, chỉ bước vài cái đã tới chỗ nữ đệ tử La Sát Môn đã chết kia. Tốc độ không chút dừng lại, tiếp tục hăng hái tiến về phía trước. Thiên quỷ pháp tướng sao? Một đệ tử Thất Sát Cung khác sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm mà nói. Diệp Húc hiếu kỳ hỏi, ồ, cái gì là thiên quỷ pháp tướng vậy? Đệ tử Thất Sát Cung kia cũng không quay lại lên tiếng. Vô chi, thiên quỷ pháp tướng là tuyệt học bá thể của Quỷ Vương Tông, đây là một môn vô pháp kỳ lạ. Thiên quỷ đến vô ảnh đi vô tung, thân pháp mờ ảo không chừng, thân thể củng cố rất khó bị giết chết. Ta nghe nói lần này tiến vào trong vô hồn giới có một nhân tài mới xuất hiện của Quỷ Vương Tông, được xưng là thiên tài Mạc Luân. Chẳng lẽ người này là Mạc Luân sư huynh của Quỷ Vương Tông hay sao? Hắn mới nói tới đây thì quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đứng sau hắn không ngờ là Diệp Ác Ma, ác danh như sấm bên tai. Hắn sợ tới mức hồn bất phụ thể, run rẩy như cầy sấy, gần như sụ lơ trên mặt đất. Diệp Húc lơ đánh gật đầu nói, xem ra thiên quỷ pháp tướng đích xác cũng không kém, không ngờ có thể lo xa ra như vậy. Đệ tử Thất Sát Cung kia thì hắn không có xử lý chính mình, liền đánh bạo nói, kỳ thực cũng không hoàn toàn như vậy. Ngoại trừ tác dụng của thiên quỷ pháp tướng thì chân hỏa của Quỷ Vương Tông cũng không giống như bình thường. Nó là âm minh quỷ hóa, không có một chút nhiệt độ nào cả, cực kỳ rất lạnh, so với phong sát cũng không kém. Bởi vậy Mạc Luân có phân nửa khả năng lao ra được khỏi thông thiên hạp cốc này. Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy ở sâu bên trong thông thiên hạp cốc, Mạc Luân đột nhiên đông cứng tại chỗ, trong chớp mắt biến thành một khối thạch băng thật lớn, lập tức bị những khối băng nhỏ đập trúng đến chia 5 x 7. Lại một cao thủ chết đi, mọi người lâm vào trầm mặc. Hạp cốc này đã trở thành danh từ tử vong rồi. Cho dù là vu bảo bình thường cũng bị phong sát xé rách, thiên quỷ pháp tướng cái loại tâm pháp cực kỳ lợi hại này cũng không thể ngăn cản được. Trong thông thiên hạp cốc phong sát cực kỳ loãng, liền đã lợi hại như vậy, những tầng còn lại bọn họ căn bản không thể nghĩ tới. Tiểu Tức Nhi, đưa tòa bảo đỉnh ngươi mới thu được lúc trước cho ta, ta đi xem thử. Đột nhiên một thiếu nữ Bách Khoa Cung chậm rãi mở miệng nói. Dược sư tỷ, không được, không được đâu, tỷ sẽ chết đấy. Một cô gái kinh hoàng vội vàng lên tiếng ngăn cản. Diệp Phúc nhìn lại, cô gái kia chính là thiếu nữ tế luyện băng hùng làm vu bảo, từng thu được một luyện đan bảo đỉnh của chủ nhân vu hồn giới bên trong dược cung. Vị sư tỷ họ Dược kia cười nói, muội yên tâm, tòa bảo đỉnh kia không phải là vu bảo bình thường, tầng thứ nhất phong sát lại rất loãng, còn không thể phá hủy được nó đâu. Nếu ta chống đỡ không được, lập tức quay trở về, quyết không mạo hiểm. Thiếu nữ tên Tiểu Tức Nhi kia cắn răng, từ trong ngọc lâu lấy ra bảo đỉnh, nàng nói, sư tỷ, nếu không đúng người phải lập tức quay trở lại. Dược sư tỷ kia trịnh trọng gật đầu, một ngụm chân nguyên phun ra tế khởi bảo đỉnh, đón phong sát mà tới. Bảo đỉnh này chất lượng đích xác hơn xa vu bảo bình thường, vững vàng bảo vệ thân thể của nàng, so với Quỷ Vương Tông Mạc Luân thì đi xa hơn nhiều. Tuy nhiên nàng càng đi về phía trước, cương phong phát ra càng mãnh liệt, hàn khí cũng càng lúc càng nặng, gần như làm đông cứng chân nguyên của nàng. Dược sư tỷ vội vàng lấy ra một viên đan dược đỏ rực như lửa nhét vào trong miệng, chỉ thấy quanh thân của nàng lúc này toát ra ngọn lửa hừng hực ngăn trở hàn khí. Đây là hỏa nguyên đan của Bách Hoa Cung, có thể trợ giúp uy lực của chân hỏa. Tuy nhiên cỗ chân hỏa này vừa mới trào ra liền bị hàn khí đông lạnh dập tắt. Sắc mặt của nàng hoảng sợ, vội vàng lấy ra một bình ngọc đảo một viên hỏa nguyên đan liều mang cho vào miệng, rồi chạy như bay tới phía trước. Nhưng là chỉ chạy được một nửa, hỏa nguyên đan của nàng liền hao hết, ngay cả đỉnh đồng nàng mang theo cũng bị đông lạnh thành một tòa khắc băng, đứng sừng sững trong thung lũng. Dầm một tiếng, một khối băng to như quả núi đập tới, làm cho băng nát, chỉ còn lại một khối bảo đỉnh vẫn bình yên vô sự, bị cuồng phong thổi ra khỏi hạp cốc. Sư tỷ!
Đám nữ đệ tử Bách Khoa Cung lập tức khóc lóc, rưng rưng thu hồi lại bảo đỉnh. Liên tục ba vũ sĩ chân nguyên kỳ chưa thể đi ra khỏi hạp cốc này, thậm chí ngay một nửa lộ trình đều không có đi tới nơi được mà mất đi tính mệnh của mình. Xem ra không tu luyện tới hạo nguyệt kỳ là tuyệt đối không thể ra khỏi thông thiên hạp cốc được, mà tiến vào tầng tiếp theo được. Một vũ sĩ lẩm bẩm nói, lại một vũ sĩ cười lạnh lên tiếng. Phòng sắt này là cường giả tu luyện ra nguyên thai, dùng để luyện một trong 8 chủng sát khí của nguyên thai, uy lực vô cùng. Tuy rằng cực kỳ loãng, thế nhưng mà chúng ta dù tu luyện tới hạo nguyệt kỳ, chỉ sợ cũng không xông qua nổi đâu. Mau nhìn, Diệp Lão Ma đi vào rồi kìa. Bỗng nhiên có người phát hiện ra ngọc lâu trên đỉnh đầu của Diệp Húc. Từ trong ngọc lâu xuất hiện một đầu giao long rất lớn. Nó ngậm viên dương hổ lô, thẳng đi vào bên trong hạp cốc. Không khỏi vừa mừng vừa sợ mà nói. Diệp Lão Ma giết người rất nhiều, một thân toàn bảo bối, không nghĩ tới hắn lòng tham không đáy, không ngờ dám xâm nhập vào trong thông thiên hạp cốc chịu chết như vậy. Lại có người cười nói, Diệp Lão Ma một thân đầy bảo vật, đợi khi phong sắt thổi tới chết rồi, ngọc lâu phân giải, những bảo bối này hết thảy tuôn ra, chúng ta có thể nhặt được một kiện, cũng là một món tiền phi nghĩa lớn rồi. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên hai đầu giao long bay tới, cắt hắn thành hai đoạn. Những người khác không khỏi dùng mình một cái, câm như hến, lướt nhau thầm nghĩ. Diệp Lão Ma rất thống hách, hùng hãn, ngay cả người nói sau lưng hắn, hắn cũng trở tay giết luôn. Tuy nhiên, người nọ nói rất đúng, Diệp Lão Ma toàn thân là bảo, khẳng định sau khi chết bảo vật sẽ rơi xuống hạp cốc này. Những người này không khỏi vội vàng rời khỏi mà đứng tại chỗ xem Diệp Húc biểu diễn. Trong thông thiên hạp cốc, Diệp Húc từng bước đi tới cuối hạp cốc, cương phong ngày càng mạnh hơn, hàn khí cũng ngày càng lạnh. Tuy nhiên, có viêm dương hổ lô, hắn không lo hàn khí, chỉ cần ngăn cản cương phong. Không quá bao lâu, hắn đi tới nơi đệ tử La Sát Môn chết, lại một lúc nữa đi tới thi thể của Mạc Luân, như trước vẫn không có bất kỳ chút nguy hiểm nào cả. Hắn vừa mới đi tới nơi vị dược sư tỷ Bách Khoa Cung tử nạn kia, đột nhiên gió lốc càng thổi tới mãnh liệt. Trong đạo phong mang còn có một đạo hàn khí màu xanh, tốc độ của nó nhanh không thể tưởng tượng, đánh thẳng vào ngọc lâu của hắn, khiến cho ngọc lâu của hắn kịch liệt lay động. Thậm chí ngay cả giao long khí cũng bị hàn khí màu xanh đánh nát, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Hàn khí màu xanh này là phong sát chân chính, tuy rằng cực nhỏ, thế nhưng uy lực của phong sát cũng tương đương với một kiện vô bảo. Nếu là phong sát thuyền màu xanh, dễ dàng sẽ làm cho một cường giả tam đan cảnh bị thổi chết. Diệp Lão Ma rốt cuộc cũng phải chết rồi. Ở bên ngoài thông thiên hạp cốc, có người hoan hô mà nói. Những người khác bắt đầu âm thầm đề phòng, chuẩn bị đoạt bảo. Nếu so sánh mà nói thì vũ hồn giới tầng thứ nhất giống như một cái kho nhiều bảo vậy, thì Diệp Húc là một cái kho báu di động. Nếu bảo vật trong ngọc lâu hắn tuôn ra, khẳng định là một khoản thu nhập kinh người, khiến người ta phải đỏ cả mắt. Nguyên khí của Diệp Húc không ngừng cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào trong ngọc lâu, tu bổ lại giao long khí, tiếp tục hướng tới phía trước, lại đi tiếp được vài dặm nữa. Phong sát càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhiều. Diệp Húc có chút không thể kiên trì được. Thông đạo này giống như vô cùng vô tận, dường như không có điểm cuối vậy. Có viêm dương hổ lô bảo hộ, hàn khí đích xác không thể xâm lấn. Tuy nhiên, tu vi của ta quá yếu, nếu bị phong sát đánh rơi hổ lô, chỉ sợ ta cũng không chịu được. Diệp Húc đang định quay đầu lại thì thấy ở cách đó vài trăm mét có một cây cổ thụ, gốc cây to ngắn, lá cây của nó hình dạng như cây bồ đề, tuy nhiên lại cực thấp, cao ước chừng 1 trượng 2. Thân thụ thẳng tắp, cành lá rậm rạp, tầng tầng lớp lớp giống như sóng cuộn vậy. Trên cổ thụ có mấy quả màu hồng tròn xoay như hạt châu, trên quả thỉnh thoảng hiện ra một đám ký hiệu hình thù kỳ dị kỳ quái, thậm chí từ trong quả chuyển tới những thanh âm như tụng kinh, giống như thiện âm sâu sắc huyền bí vô cùng. Diệp Húc trong lòng vừa động, trong vùng đất cực kỳ lạnh này, hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ, ngay cả hạo nguyệt kỳ chỉ sợ đều không thể dừng lại lâu được. Không thể ngờ được cây cổ thụ này lại toát ra sức sống mạnh như vậy, cắm rễ ở trong núi đá, xanh tươi tốt, cực kỳ tươi tốt. Hắn chú ý xung quanh cổ thụ không có một chút phong sát khí nào, nơi này cực kỳ bình tĩnh, dường như phong sát khí tới bên cạnh cây cổ thụ rồi tự động biến mất, có thể nói đó là bến cảng yên tĩnh bên trong cuồng phong mưa rào. Cây cổ thụ này khẳng định là bảo bối rất quý giá đấy. Diệp Húc nhìn quanh một chút, có chút chần chừ, nơi này cách cổ thụ có vài trăm mét, hắn chưa chắc có thể đi tới bên cạnh cây cổ thụ này. Tuy nhiên, nếu là ta có thể đi tới dưới tầng cây, liền có thể không sợ phong sát khí xâm nhập nữa rồi. Ánh mắt của hắn lóe lên, cố lấy ra nguyên khí, nhanh chóng đi tới cổ thụ, hắn thầm nghĩ. Cây cổ thụ này, giá trị khẳng định vượt xa xa với vu báo, thậm chí nó không chừng còn trên cả viêm dương hồ lô cùng bàn long kim triệu của ta. Không bằng nhổ cây cổ thụ này tận gốc,
mượn uy lực của cổ thụ tiến vào tầng thứ hai của vu hồn giới. Hắn đi về phía trước 300-400 mét, khoảng cách với cổ thụ càng ngày càng gần hơn. Chỉ cần bước tới vài bước nữa, liền tiến vào bên trong phạm vi bao phủ của cổ thụ. Ầm một tiếng, một cỗ phong rất khí mãnh liệt thổi tới, làm cho nguyên khí giao long của hắn bị đánh nát. Diệp Húc trong lòng cả kinh, e sợ cho Viêm Dương Hồ Lô bị cuồng phong cuốn đi, vội vàng dùng ngọc lâu chụp xuống thu lại hồ lô. Lập tức hắn cảm thấy được hàn khí vô tận đang xâm nhập tới, đâm vào cốt tủy, khiến cho hắn không thể chịu đựng được. Trong nháy mắt, trên người hắn đã phủ đầy băng xương. Hắn vội vàng bước về phía trước, chân trái mới bước được nửa bước, trên chân trái của hắn đã đóng băng. Diệp Húc bước ra nửa bước tiếp theo, chân phải cũng bị đóng băng trong nháy mắt. Đây không phải hàn băng bình thường, mà là huyền băng chi khí, lạnh tới mức có thể tắt được chân hỏa. Diệp Húc gian nan đi đến bước thứ ba, cổ thụ gần trong gang tấc, chỉ có không tới nửa mét nữa mà thôi. Thế nhưng huyền băng chi khí đã lan tràn tới hông của hắn, khiến cho hắn không thể động đậy, trơ mắt nhìn huyền băng chi khí kéo dài tới ngực, yết hầu, rồi thẳng tới lúc hoàn toàn bị đóng băng. Diệp lão ma rốt cục cũng chết rồi, rốt cục cũng toi đồ rồi, rốt cục cũng rơi đồ rồi. Diệp lão ba giết nhiều người chúng ta như vậy, đoạt không biết bao nhiêu kiện bảo bối, lưới trời tuy thưa, thế nhưng khó thoát. Lão ba đầu này rốt cục cũng bị trừng phạt rồi. Bên ngoài thông thiên hạp cốc truyền tới tiếng hoan hô. Những vu sĩ ma đạo hưng phấn, hận không thể chúc mừng một phen. Sau một lúc, chỉ thấy một khối băng to như một tòa núi nhỏ đập tới, ầm ầm đánh thẳng lên Diệp Húc đã bị đóng băng. Những vu sĩ nhìn xem ánh mắt kích động vạn phần. Không lâu trước, vị dược sư tỷ của Bách Kho Cung kia cũng bị huyền băng đóng trụ, cho dù có được dược đỉnh hộ thân nhưng vẫn bị tảng băng lớn này đập nát xương nát thịt tan. Dầm một tiếng, khối băng lớn như tòa núi nhỏ đánh thẳng lên trên người của Diệp Húc, mà Diệp Húc đã bị huyền băng đóng thành băng, vẫn đứng sừng sững nơi này. Bên trên hàn băng, ngọc lâu vẫn như trước đứng nguyên tại chỗ. Càng nhiều khối băng lớn đánh tới, không khối nào là không lớn như tòa núi nhỏ, thế nhưng Diệp Húc vẫn bình yên vô sự như trước. Thân thể của Diệp lão ma quá dũng mãnh, đủ để so với Vu Bảo rồi, như vậy cũng không chết được sao? Những người nhìn xem kinh hồn táng đảm, run giọng mà nói. Thể tích huyền băng càng lúc càng lớn, hiển nhiên bị nhốt ở bên trong không thể thoát thân được. Tuy nhiên thân thể của hắn mạnh mẽ vô cùng, nhất thời cũng không chết được. Đột nhiên một viên tinh quang từ trên trời giáng xuống, dũng mãnh đánh vào bên trong huyền băng. Vô số ánh sao lóng lánh bao hàm nhiều loại tinh lực, có thái dương nguyên khí, có thái âm nguyên khí, thất sát tinh lực, bắt đầu chân võ tử vi tinh lực, 28 tinh tú, tất cả đều dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của Diệp Húc. Hắn không ngờ ở trong phong sát không cùng này, trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt như vậy, lại vận chuyển chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, lại bắt đầu tu luyện ý đồ xung phong tới dung nguyên kỳ. Diệp Húc ý tưởng rất đơn giản, lúc này hắn bị huyền băng đóng băng, vô kế khả thi, nhưng huyền băng cũng không thể giết được hắn. Nếu như xông lên dung nguyên kỳ, lấy nguyên khí đại nhật như luân hòa tan huyền băng, thoát vây mà ra. Nguyên khí của hắn chất lượng hay số lượng vẫn là vượt xa vu sĩ cùng cấp, gần như gấp cả chục lần những người cùng cấp độ. Nếu như đạt tới dung nguyên kỳ, thật sự là có khả năng hòa tan được huyền băng. Thời gian từ từ trôi qua, bên ngoài thông thiên hạp cốc có vu sĩ không kiên nhẫn rời khỏi hạp cốc, đi tới địa phương khác tìm kiếm bảo vật. Nhưng cũng có người chưa từ bỏ ý định, kiên nhẫn chờ đợi Diệp Húc, chống đỡ không được. Chỉ thấy ngọc lâu vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu của Diệp Húc, chịu đựng phong sát tập kích. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Càng lúc càng nhiều người rời khỏi hạp cốc. Lúc này, bên ngoài hạp cốc chỉ còn hai vũ sĩ thủ lại. Diệp lão ma mệnh cũng quá dài rồi, đã qua 8 ngày, còn chưa chết sao? Một vũ sĩ nhíu mày nói. Một danh vũ sĩ khác cũng nhíu mày lên tiếng. Hôm nay chúng ta đã tiến vào vu hồn giới tới ngày thứ 10 rồi. Tông chủ nói hôm nay sẽ mở ra vu hồn giới, tiếp chúng ta ra bên ngoài. Nếu như Diệp lão ma không chết mà nói, chúng ta cũng không thể chờ đợi. Đáng tiếc, một thân bảo vật của Diệp lão ma, như vậy mà lãng phí rồi. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy tòa ngọc lâu của Diệp Húc bỗng nhiên biến mất. Hai người kia lập tức mừng rỡ như điên, quát lên. Diệp lão ma rốt cục cũng chết rồi. Tiểu tử này không ngờ chống đỡ được 8 ngày lận, lúc này mới bị hàn khí mà chết đi, thực sự là rất mạnh. Còn chưa dứt lời, đột nhiên bọn họ chỉ cảm thấy bên trong thông thiên hạp cốc dâng lên nắng gắt cực kỳ mãnh liệt. Đường kính của mặt trời này khoảng chừng 2-3 trượng, hừng hực thiêu đốt. Bọn họ nhìn kỹ lại, phát hiện ra vòng tròn này bỗng nhiên biến mất, mất tăm mất tích, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đây là vũ sĩ dung nguyên kỳ, nguyên khí đại nhật như luân dị tượng, cho chúng ta sinh ra ảo giác như vậy. Chẳng lẽ Diệp lão ma bị đóng băng trong huyền băng lại đột nhiên đột phá tới dung nguyên kỳ hay sao? Điều này sao có thể? Vũ sĩ dung nguyên kỳ chúng ta, nguyên khí đại nhật như luân, lớn nhất chỉ cao bằng một người,
nhưng mà nguyên khí của hắn không ngờ cao tới 2-3 trượng, tu vi gấp chúng ta cả chục lần, thực sự rất khủng bố. Dầm một tiếng, khối huyền băng đóng băng hiệp Diệp Húc kia đột nhiên nổ tung. Diệp Húc cầm trong tay bản long kim trượng phá băng mà ra, một bước đi về phía trước. Bên trong hàn khí khôn cùng, thân hình của hắn như giao long. Trước khi huyền băng đóng băng hắn trở lại, đã tiến vào dưới cây cổ thụ. Thường Thiên thật không có mắt mà, như vậy còn không giết được hắn ta sao? Hai gã vô sĩ lắc đầu thở dài, cuống quýt liền rời đi. Hiện giờ Diệp lão ma tu vi đã cao hơn trước mấy lần, vừa mới bước vào dung nguyên kỳ, bọn họ thực sự không đi mà nói, đợi khi ma đầu này từ thông thiên hạp cốc đi ra, vậy thì không xong. Diệp Húc đứng ở dưới cây cổ thụ, trong lòng sợ hãi. Hắn tuy rằng đột phá tới dung nguyên kỳ, tu vi tăng vọt, nhưng vẫn không thể hòa tan huyền băng toàn bộ. Nguyên khí của hắn cực kỳ mãnh liệt, đem huyền băng bên người đốt sạch, tuy nhiên vẫn còn từng đợt hàn khí bức tới, khiến hắn không thể thoát thân. Cũng may hắn linh cơ vừa động, thu hồi ngọc lâu, lấy bản long kim trượng, lúc này mới đập vỡ được huyền băng. Thông thiên hạp cốc cương phong sát khí hung hiểm, đừng nói là không thể xuyên qua, ngay cả cường giả hạo nguyệt kỳ cũng phải nuốt thận ở nơi này. Diệp Húc vừa mới đi vào tàng cây, liền nghe thấy loáng thoáng tiếng tụng kinh bên trong những quả cây trên cây cổ thụ này. Dường như bên trong mỗi một quả trái cây có mấy nghìn người đang đọc tụng kinh thiền sướng. Thanh âm mơ hồ từ bên trong truyền ra, mang theo luật động không hiểu, phảng phất từng chữ từng từ như tơ, khiến tâm tình trong lòng hắn bình tĩnh trở lại. Diệp Húc gỡ một quả cây xuống, nắm ở trong tay, toàn thân của quả này màu hồng giống như ngọc châu, cứng rắn vô cùng. Chỉ cảm thấy một nhiệt khí rào rạt ấm áp từ bên trong quả truyền tới tứ chi bích hài của mình, cảm giác thoải mái không lên lời. Tâm tình dường như ngưng động, biến thành một khối gương sáng, đủ mọi tranh đấu phát sinh trong vô hồn giới này dường như bị đẩy ra hết, không một chút gợn sóng. Lúc này tâm tình cực kỳ vi diệu, khiến cho hắn có cảm giác phong khinh vân đạp, nhạt cười mà xem vạn vật biến thiên. Cây cổ thụ này và quả này khẳng định là bảo vật rồi. Diệp Húc thầm nghĩ, nhưng tột cùng có tác dụng gì trong lòng hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Hắn dùng hai tay ôm lấy thân cây, dùng sức mà nhấc lên, tính nhổ tận gốc cây cổ thụ này, đem tới từ trúc phong. Cổ thụ hơi hơi lay động, Diệp Húc không ngờ không có rút được tận gốc cây đại thụ này lên. Trong lòng hắn hơi kinh hãi, lực lượng hắn có thể nói là thần lực vô cùng. Bản long kim trượng nặng hơn ngàn cân cũng bị hắn cầm bằng một tay. Một cây kim trượng thiên biến vạn hóa, xuất ra đủ mọi chiêu thức, mà hiện giờ hắn xuất toàn lực mà cây cổ thụ này căn bản cũng không động đậy. Hắn lại phát lực nhưng vẫn không thể nhổ được cây cổ thụ này. Lúc này đột nhiên nghe thấy thanh âm: "Vị huynh đài này, ngươi định nhổ cây định phong cổ thụ này làm gì vậy?" Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đệ tử Quỷ Vương Tông từ phía tầng 2 của vũ hồn giới đi tới. Cương phong dường như không có tác dụng gì với hắn. Khi đi ngang qua cây cổ thụ, không kìm nổi mà mở miệng hỏi. Đệ tử Quỷ Vương Tông này một thân thanh bào, tuổi không lớn, mặt mày hẹp dài, đồng tử dựng thẳng, giống như mắt dao mãng. Cương phong đi ngang qua người hắn, hết thảy hóa thành hư vô hình. Là đầu yêu long trong giao long đàm. Diệp Húc trong lòng cả kinh, lập tức nhận ra người này chính là yêu long trong giao long đàm, biến hóa thành đệ tử Quỷ Vương Tông, tính toán từ trong vô hồn giới thoát ra bên ngoài. Vô hồn giới đối với vũ sĩ bên ngoài mà nói là một kho báu khổng lồ vô cùng, nhưng đối với yêu long mà nói cũng là một lồng giam vây khốn mình, bởi vậy hắn không nguyện lưu lại ở đây một khắc nào cả. Tiểu đệ tính toán đem nhổ cây cổ thụ này lên mang về nhà. Diệp Húc thành thật mà nói. Yêu long kia lên một tiếng, định đi qua định phong cổ thụ, đột nhiên chần chừ một chút, quay lại nói: "Vậy muốn hỗ trợ không?" Yêu long nhẹ nhàng duỗi tay ra, bắt lấy định phong cổ thụ, nhấc lên trên rồi lên nhổ cổ thụ này tận gốc. Diệp Húc vội vàng cảm ơn nói: "Huynh trưởng xưng hô như thế nào?" Yêu long chần chừ một chút, ánh mắt hẹp dài chớp chớp mà nói: "Ta họ Tiêu, ngươi có thể gọi ta là Tiêu đạo nhân hoặc là Tiêu huynh." "Họ Tiêu ư? Hẳn là họ của giao long rồi." Diệp Húc nao nao, vũ sĩ cực ít xưng là đạo nhân, từ này chỉ ở thời thượng cổ là thông dụng. Vũ sĩ tu luyện đại thành vũ đạo mới có thể lấy danh xưng này mà tự xưng, cực kỳ cổ vận. Lúc này hắn cười nói: "Tiểu huynh tu vi thật thâm hậu, không thèm để ý tới cương phong sát bên trong thông thiên hạp cốc này mà tùy ý đi qua như vậy." Hắn khen tặng vài câu rồi cười nói: "Tiểu đệ họ Diệp, tên một chữ Húc thôi, tự là thiếu báo. Húc là từ Húc trong cửu nhật tề xuất. Tiểu đệ với tiêu huynh vừa quen đã thân, nguyện kết làm huynh trưởng, là huynh đệ khắc họ." "Việc này không tốt lắm đâu." Gia đạo nhân chần chừ một lát, lúng ta lúng túng nói. Hắn tuy rằng trời sinh hung tàn, nhưng tiếp xúc qua nhân loại quá ít, tâm tính cực kỳ phúc hậu, không biết được tâm địa gian xảo của Diệp Húc. Trong lòng hắn cũng không phải phiền chán,
nhưng lại không tốt trở mặt, chỉ lo từ chối. Diệp Phúc kiên trì hết lần này tới lần khác, Giang đạo nhân lúc này mới đáp ứng, xưng huynh gọi đệ với hắn. Diệp Phúc nhẹ nhàng thở ra, Giang đạo nhân này tu vi long trời lở đất, gần như cường giả cấp Bách Hoa cung chủ, đặt quan hệ với hắn, chính mình sẽ sống khá giả hơn một chút. Tiêu đại ca, cây định phong bảo thụ này có chỗ gì tốt vậy? Diệp Phúc khiêng cây định phong cổ thụ lên vai, hiếu kỳ hỏi. Giao đạo nhân kiên nhẫn giải thích mà nói, định phong bảo thụ là dị chủng bồ đề cổ thụ, nó có thể định trụ được phong sát. Những trái cây kết trái trên cây là huyết bồ đề, là một loại bảo vật hiếm thấy, có thể chống đỡ được tâm ma, đeo ở trên người sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phúc tim đập thình thịch, trước không nói tác dụng của định phong bảo thụ, chỉ nói tới huyết bồ đề, chỉ cần một công hiệu tránh cho tẩu hỏa nhập ma, đủ cho tất cả các vũ sĩ ma đạo lâm vào điên cuồng rồi. Chính đạo tâm pháp thắng ở ổn thỏa, từng bước tu luyện căn cơ cực kỳ vững chãi, không dễ tẩu hỏa nhập ma. Cho dù là tẩu hỏa nhập ma cũng không nguy hại lớn, mà ma đạo tâm pháp lại dũng mãnh mà tiến, bá đạo vô cùng, tốc độ tu luyện cực nhanh, vượt xa chính đạo. Tuy nhiên căn cơ của vũ sĩ ma đạo không tốt, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu nhập ma sẽ không thể vãn hồi, không chết cũng tàn phế. Bởi vậy mà ma đạo vũ sĩ tu vi tâm hậu cũng rất đau đầu về vấn đề này. Huyết bồ đề này có tác dụng tránh cho tẩu hỏa nhập ma, vu sĩ chính đạo cũng không cần thiết, nhưng đối với ma đạo vu sĩ mà nói lại là trọng bảo quý báu vô cùng. Định phong bảo thụ này tổng kết được 5 viên huyết bồ đề, thật là vô giá, so với bản long kim trượng còn cao hơn không ít. Hơn nữa định phong bảo thụ giá trị còn ở trên huyết bồ đề, nếu như có thể trồng ở trong ngọc lâu kết xuất mấy viên huyết bồ đề, Diệp Húc lúc này chỉ sợ tài sản lớn không thể tưởng tượng được. Đợi cho hắn tu luyện tới nguyên thai kỳ, liền có thể cầm cây cổ thụ này đi tìm kiếm tổ huyệt phong sát, rèn luyện nguyên thai, không lo bị phong sát thổi chúng là cốt nhục tan rã. Bách Hoa công chủ tu luyện tới ảo thai kỳ còn chưa đạt được nguyên thai cảnh giới, chỉ sợ dùng sát khí rèn luyện nguyên thai cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Từ điểm này mà thấy giá trị của định phong bảo thụ thế nào, đủ làm cho cường giả cấp Bách Hoa công chủ phải đỏ mắt. Bảo thụ này thực sự là thứ tốt, thật không uổng công ta mạo hiểm một phen. Diệp Húc tháo xuống một quả huyết bồ đề, trịnh trọng đưa cho Giao đạo nhân nói: "Đại ca, tiểu đệ cùng với huynh kết làm huynh đệ khác họ, thân cũng không có vật gì cả, chỉ có miếng huyết bồ đề này làm quà gặp mặt thôi. Đưa cho tiêu đại ca, hy vọng đại ca từ nay về sau tu luyện không có bất luận nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma nào cả." Giao đạo nhân không tốt từ chối, đành phải nhận lấy, miễn cho huynh đệ mới nhận thức của hắn phải thương tâm. Hắn trong vô hồn giới cướp không ít bảo vật, trong đó có đủ loại vu bảo mà chủ nhân vô hồn giới luyện chế tránh cho tàu hỏa nhập ma, cho nên cũng không để tâm tới huyết bồ đề. Giao đạo nhân sau khi lấy miếng huyết bồ đề này xuống, thấy huynh đệ của hắn đôi mắt trông mong ngước nhìn, trong lòng buồn bực một chút, lúc này mới giật mình tỉnh ngộ. Huynh đệ này của ta đem bảo vật quý giá nhất của mình chia sẻ cho ta, trở thành lễ vật gặp mặt, lễ nhẹ tình trọng, ta không thể keo kiệt được. Nếu không dù miệng hắn không nói gì, nhưng trong lòng ngược lại có chút xem thường ta. Giao đạo nhân tính toán một chút, lấy tu vi thâm hậu của hắn 8-9 ngày đã cướp đoạt cả 6 tầng vũ hồn giới một lần rồi. Tất cả bảo vật hắn để trong mắt đều đã mang đi, cũng có bảo vật được chủ nhân vũ hồn giới thiết hạ cấm chế lợi hại, lấy thực lực của hắn cũng không thể lấy ra được. Hiện giờ tài sản của hắn nhiều vô kể, còn trên cả ma đạo môn phái như Bách Hoa cung, tùy tiện lấy ra một kiện bảo vật đều có thể làm cho cường giả như Bách Hoa cung chủ đánh chém nhau tranh giành, giết tới máu chảy đầu rơi. Hắn há mồm phun ra một kiện vu bảo, chỉ thấy vật này giống như đôi cánh của một loại phi cầm, nhưng là được làm từ hàng ngàn, hàng vạn vũ ma mà thành, long cốt cũng không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành, hắn cười nói: "Ê hiền đệ, bảo vật này tên là Thiên Vũ Chi Dực, được vũ hồn giới chủ thả tầng thứ 6, cực kỳ quý trọng. Vì huynh cũng không biết nó lợi hại ở chỗ nào, chỉ biết tế khởi vật này là có thể phi hành, tốc độ ngay cả ta cũng không đuổi kịp, vì huynh coi nó là lễ gặp mặt, đưa cho hiền đệ." "Đại ca, cái này quá quý trọng." Diệp Phúc trong lòng mừng rỡ, cả đời của vũ hồn giới chủ cũng chỉ mở ra được tầng thứ 6 của bảo tháp mà thiên đạo ban tặng cho hắn, bảo vật có thể được hắn trinh trọng để ở tầng thứ 6 hiển nhiên là trọng bảo vô cùng quý giá, vội vàng từ chối vài câu. Giao đạo nhân vừa tức giận nói: "Người nếu không thu chính là khinh thường vi huynh rồi." Diệp Phúc lúc này mới cố gắng gượng nhận lấy vu bảo hình cánh này mà thầm nghĩ: "Tiêu đại ca đối với ta thật không tồi, hiển nhiên thật tâm coi ta là huynh đệ, ta nếu có ý gì biến thái mà nói thì hoàn toàn là một tiểu nhân rồi." Hắn xưng huynh gọi đệ với Giao đạo nhân, nguyên tính toán lừa yêu long này một hai kiện bảo vật, hiện giờ đã chân thành đối đãi với yêu long này làm đại ca.
Giao đạo nhân thấy hắn nhận lấy, rất vui mừng cười nói: "Vì huynh đạt được cái bảo bối này, đã mất một phen công phu rất lớn mới phá vỡ được cấm chế do vu hồn giới chủ để lại. Ước chừng tiêu phí mất một ngày mới thu được nó vào trong túi. Đợi khi hiền đệ tu luyện tới tam chân cảnh, liền tế luyện một phen, lấy tốc độ của thiên vũ chi dực, thiên hạ to lớn, bất luận địa phương nào cũng có thể đi được." Diệp Húc cầm bảo vật trong tay, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cái vu bảo hình cánh này cực nhẹ, gần như không có gì. Tuy rằng nhẹ tới cực điểm, nhưng cấu tạo phức tạp còn hơn xa tưởng tượng của hắn. Vu bảo bình thường, tỉ như thần mộc vương đỉnh, bách quỷ phiên, bách độc phiên đều là một chỉnh thể, chỉ có một cấu tạo, mà thiên vũ chi dực khi đưa chân nguyên thúc giục nó liền dài ra 4 trượng, trong đó có gần vạn vũ mao, long cốt, cũng có mấy trăm cái. Mỗi một đóa vu mao, một cái long cốt đều là một kiện vu bảo. Đúng là vu bảo ở cùng một chỗ mới có thành nên bộ dạng của thiên vũ chi dực này. Một kiện vu bảo liền đủ để cho vu sĩ tam chân cảnh phải tranh đoạt đến vỡ đầu rồi, mà thiên vũ chi dực lại là tập hợp của hơn vạn vu bảo. Giá trị này chỉ sợ cũng có thể thu mua lại cả bách khoa cung cũng nên. Giao đạo nhân thấy hắn yêu thích không buông tay cười nói: "Kiện bảo vật này chỉ là một bộ phận trong một vu bảo mà thôi. Những kiện khác vu hồn giới cũng không có được, vì huynh cũng không biết nó có bộ dạng gì nữa." Diệp Húc nghẹn họng nhìn chân chối, không biết phải nói cái gì mới tốt. Bảo vật phức tạp như vậy, không ngờ chỉ là một bộ phận cấu tạo nên vu bảo khác. Chỉ là một bộ phận thì chân thân của thiên vũ chi dực tột cùng phức tạp đến như thế nào, thật sự khó có thể tưởng tượng. "Đại ca, bảo vật này thực sự quá quý trọng, ta không thể thu." Diệp Húc ánh mắt phức tạp, có chút khó xử, vẫn là chỉnh sắc mà nói: "Yêu long này cực kỳ phúc hậu, không ngờ đem thiên vũ chi dực làm quà gặp mặt tặng cho hắn." Diệp Húc tuy rằng cực kỳ yêu thích thiên vũ chi dực, nhưng hắn muốn kết nghĩa kim lan với giao đạo nhân nguyên cũng có ý nghĩa không tốt đẹp cho lắm, hiện giờ cảm thấy có chút hổ thẹn ở trong lòng. Giao đạo nhân sắc mặt chuyển lạnh, trên người tản mát ra yêu khí cực kỳ nồng đậm, hắn hừ lạnh nói: "Hay là ngươi khinh thường ta đây? Ta tặng cái gì tuyệt đối sẽ không thu lại. Hãy bớt sằng ngôn đi, vu hồn giới sắp mở ra rồi, chúng ta tranh luận việc này mà bị vây ở chỗ này thì phải 3 năm nữa mới có thể đi ra ngoài được, khẩn trương chạy đi." Diệp Húc không nói thêm gì nữa, thu thiên vũ chi dực vào trong ngọc lâu của mình. Hắn hiện giờ mới biết được chính mình bị đóng băng lâu tới 8 ngày. Hôm đó bách khoa cung chủ, quỷ vương tông chủ, đám người nói rằng vu hồn giới mở ra 10 ngày. Hắn nguyên tính đi tầng thứ 2 sưu tầm bảo vật, nghe nói như vậy không dám chậm trễ. Vu hồn giới 3 năm mở một lần, nếu bị vây ở chỗ này chỉ có 3 năm sau mới có thể đi ra ngoài được. Hắn lúc này đang khiêng định phong bảo thụ đi theo sau giao đạo nhân hướng tới bên ngoài thông thiên hạp cốc. Không có thể đi vào tầng tiếp theo vu hồn giới khiến hắn cảm thấy thật đáng tiếc. Tuy rằng giao đạo nhân đã cướp đoạt các tầng này một lần, nhưng tầm mắt của hắn cực cao, có nhiều bảo vật hắn chứng mắt, nhưng mà mình thì không. Những bảo vật này giao đạo nhân mà nói không dám ra tay, nhưng đối với những người khác mà nói vẫn là cực kỳ hy hữu, khó có được. Đợi cho vu hồn giới tiếp theo mở ra sau 3 năm, chỉ sợ Diệp Húc đã sớm tu luyện tới tam chân cảnh, không còn cơ hội tiến vào vu hồn giới nữa. Lúc này tầng thứ nhất vu hồn giới chứa nhiều vu sĩ tụ tập ở cùng một chỗ. Diệp Húc lúc này bị nhốt mấy ngày rồi, bọn họ chém giết tranh đấu lẫn nhau, ý đồ giết người đoạt bảo, cướp bóc bảo vật những người khác, có thể nói là rất thảm thiết, không ít người chịu độc thủ. Vu hồn giới mở ra chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một cái cửa động thật lớn, nhìn vào trong động chỉ thấy mặt mũi các vị tông chủ các phái, một đám có vẻ to lớn không gì sánh được. Đây là bởi vì bọn họ ở bên trong vu hồn giới, không gian này khác với ngoại giới, cho nên mới tạo thành ảo giác như vậy. Đám người bách khoa cung chủ trong lòng không yên, chỉ thấy từng đệ tử nhà mình ở trong vu hồn giới bay ra. Sau một lúc lâu, 17 vu sĩ hiện ra trước mặt bọn họ. "Nhân số làm sao lại ít như vậy?" Thất sắt cung chủ Hàn Đông Dương sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn tổng cộng phái ra 28 đệ tử, trong đó còn có cả Hạ Mộ Bạch, thiên tài hạ gia Trung Châu mới mời tới. Không nghĩ tới thêm cả Hạ Mộ Bạch. Thất sắt cung của hắn chỉ còn lại 3 người còn sống mà đi ra. Quỷ Vương Tông tông chủ Sài Tuyên sắc mặt xanh mét, Quỷ Vương Tông tổn thất còn thảm đạm hơn Thất Sắt Cung, chỉ còn lại 2 đệ tử sống sót, thậm chí ngay cả thiên tài hắn mong đợi là Mạc Luân cũng chết trong vu hồn giới. La Sát Môn môn chủ Liễu Thiên Huệ sắc mặt cũng có chút khó coi. La Sát Môn cũng chỉ còn đúng 2 đôi phu phụ sống sót, hiển nhiên những người khác chết cả rồi. Cũng còn may, còn có Thất Sắt Cung Quỷ Vương Tông lót đáy. Tuy nhiên nói gì thì nói, các năm khác tuy rằng các đệ tử tổn thất nghiêm trọng, nhưng vẫn còn có thể sống sót được một nửa. Năm nay sao lại chết nhiều đến như vậy chứ? 150 người mà chỉ còn không tới 20 người sống sót đi ra. Chẳng lẽ là huyết thần bảo thiếu chủ hạ độc thủ hay sao? Huyết thần bảo thiếu chủ La Tu tu luyện huyết thần kinh,
Bảo chủ La Ẩn lại phái ra 27 danh tử sĩ dung nguyên cửu phẩm, đưa tu vi của hắn tăng lên tới chân nguyên kỳ đỉnh cao, lấy thực lực của La Tu khẳng định lực áp quần hùng. Cho nên La Sát môn chủ mới cho rằng La Tu xử lý nhiều vu sĩ như vậy khiến đệ tử các đại môn phái tử thương thảm trọng. Sống sót nhiều nhất đó là đệ tử của Bách Khoa Cung, có tới 10 danh đệ tử. Bách Khoa Cung chủ động tổng cộng phái ra 18 đệ tử, trình độ thương vong còn muốn đỡ hơn một chút. Về phần những thế gia Thanh Châu khác cùng với vu sĩ Lương Vương phủ, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Ngũ độc giáo Diệp Đà Chủ cũng chết trong vu hồn giới hay sao? Xài Tuyên cười ha ha, hung tợn mà nói: Ngũ độc giáo toàn quân bị diệt, lần này Quỷ Vương Tông của ta cũng không tính là mất mặt rồi. Hàn Đông Dương thản nhiên mà nói: Ta sớm nói quá, Ngũ độc giáo phái ra cái đà chủ không biết gì đi ra, rõ ràng là chịu chết mà. Bọn họ hai phái đệ tử chết nhiều nhất, cuối cùng có Diệp Phúc đệm lưng, trong lòng cũng có chút an ủi. Sao Diệp Thiếu Bảo cũng chết sao? Bách Khoa Cung chủ Tố Tâm Lan nhìn một đám đệ tử từ trong vu hồn giới nhảy ra, duy chỉ không có bóng dáng của Diệp Phúc, trong lòng của nàng có chút tức hận, thầm nhủ: Đáng tiếc, ta vốn cực kỳ tán thưởng hắn ta, không nghĩ tới lại chết trong vu hồn giới lần này. Huyết thần báo thật sự rất thủ đoán. La Sát môn chủ cười khanh khách nói: La bảo chủ, lệnh lang giết nhiều đệ tử chúng ta như vậy, lần này huyết thần báo có thể nói là đại thu hoạch rồi, đại thu hoạch rồi. Nàng mặc dù cười nhưng có thể nghe ra sự tức giận ở trong tiếng cười của nàng. Không chỉ có nàng, Hàn Đông Dương, Sài Tuyên cũng cực kỳ bất mãn với huyết thần bảo, về mặt tức giận. La Ẩn đắc ý rào rạt, ha ha cười nói: Lễ ô môn chủ, trước kia ngũ phái ta đã kết hiệp nghị rồi, từng có quy định, trong vô hồn giới các đệ tử sinh tử do mệnh, phú quý do trời. Cho dù là bên trong có huyết thải thâm cứu, nhưng ra bên ngoài vẫn phải hòa khí. Chẳng lẽ Lễ ô môn chủ đã quên quy củ này rồi sao? Liễu Thiên Huệ á khẩu không trả lời được, tức giận hừ lạnh một tiếng. Bọn họ lúc trước quả thực là có hiệp nghị này, hiện giờ La Ẩn nhắc lại chuyện xưa, bọn họ cũng không tiện phát tác. La Ẩn cười ha hả, thỏa thuê mãn nguyện. La Tu chần chừ một chút, nhỏ giọng mà nói: Cha, người không phải là một mình con giết đâu, thậm chí ngay cả con cũng suýt bị người ta giết chết kìa. La Ẩn ngẩn ngơ nghi hoặc nói: Sao, ai có thể có bản lĩnh này, chẳng lẽ là tiểu tử Hạ Gia kia sao? Không phải, con và Hạ Mộ Bạch liên thủ cũng suýt nữa bị người ta giết kìa. La Tu sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng mà nói: Người ngoan độc kia chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo cùng Ngũ Độc Giáo. Hốn kiếp mà, làm sao ngươi lại không nói sớm, làm hại huyết thần bảo ta chịu tiếng xấu dùm tên tiểu tử kia rồi. La Ẩn giận tím mặt quát lên: Vậy tiểu tử kia đâu? Con nghe người ta nói tiểu tử kia ý đồ muốn xông qua Thiên Hạp Cốc tầng thứ hai, kết quả bị phong sát băng phong, lúc này phân nửa đã chết rồi. Cha, không bằng người và mấy vị tông chủ, công chủ kia giải thích rõ ràng, miễn cho huyết thần bảo ta chịu tiếng xấu thay cho người khác đi. La Ẩn hừ một tiếng, hắn trời sinh cao ngạo, cho dù biết mình làm sai chuyện gì cũng không thừa nhận. Bảo hắn giải thích với đám La Sát môn chủ thì sẽ bị người khác nói huyết thần bảo, sợ mấy phái kia. Hắn tự nhiên không chịu, tình nguyện đưa lưng chịu tiếng xấu này vậy thôi. Xem ra trong vu hồn giới đã không còn đệ tử sống sót nữa rồi. Bách Khoa Cung chủ thở dài một tiếng: Đúng vậy, xem ra vu hồn giới đã không còn đệ tử sống sót. Đám người Hàn Đông Dương chậm rãi gật đầu, đang muốn thu hồi vu bảo và pháp lực, đột nhiên lại có hai người từ trong vu hồn giới lao ra. Hai người này, một là thiếu niên áo lam, một là vu sĩ thanh bào. Mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy vị thiếu niên áo lam này rõ ràng là Diệp Đà Chủ, Diệp Thiếu Bảo, mà vu sĩ thanh bào là đệ tử của Quỷ Vương Tông. Tiểu tử này không ngờ còn sống sao? La Ẩn giận tím mặt, nâng tay tắt La Tu một cái, lăn lộn đi mấy vòng trên mặt đất, tức giận mà nói: Người không phải nói hắn đã chết rồi sao? Hiện giờ làm sao còn sống sờ sờ ra đấy? Hạ Mộ Bạch đứng ở phía sau Hàn Đông Dương, hắn tuy rằng nhỏ tuổi, dáng người như đồng tử, băng tuyết đáng yêu, nhưng lúc này khuôn mặt độc ác, nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, ánh mắt chuyển động. Hắn có tâm mượn tay mọi người diệt trừ Diệp Húc, tuy nhiên nếu là hắn mở miệng nhờ người diệt trừ Diệp Húc, thể diện của Trung Châu Hạ Gia sẽ không còn. Sài Tuyên đột nhiên cười ha hả, đắc ý giặt rào mà nói: Không nghĩ tới Quỷ Vương Tông ta còn có một đệ tử thứ ba còn sống đi ra, thật sự đáng mừng, đáng mừng. Lại nói Hàn lão quái, các ngươi Tất Sắt Cung ngoại trừ Trung Châu Hạ Gia công tử ra, chỉ còn lại có hai người còn sống sót, thương vong còn thảm hơn cả Quỷ Vương Tông ta kìa. Lúc này người lót đáy chính là Tất Sắt Cung các ngươi rồi.
Hàn Đông Dương tức giận hừ một tiếng. Hắn cũng không có dự đoán được Diệp Húc và một đệ tử bình thường khác của Quỷ Vương Tông còn sống đi ra. Sài Tuyên càng thêm đắc ý thầm nghĩ: lão phu nguyên tưởng thiên tài Mạc Luân sẽ dương danh Quỷ Vương Tông trong đại hội vu hồn giới lần này, không nghĩ tới hắn đã chết đi. Nhưng thật ra còn đáng có tin hơn là đệ tử bình thường Hoàng Hạo. Từ trước tới nay không được ta coi trọng, lão có thể còn sống mà trở về. Giao đạo nhân ăn luôn hai đệ tử Quỷ Vương Tông, trong đó có một người tên là Hoàng Hạo, chính là người mà hắn biến thành bộ dạng này. Hoàng Hạo ở Quỷ Vương Tông xưa nay lừa gạt người khác, ăn uống chơi gái, hãm hại gian dâm, giết người cướp của, toàn bộ đều có. Sài Tuyên từng có một câu đánh giá về hắn, hình dung lại những gì mà người này đã làm: đáng khinh, cực kỳ đáng khinh mà. Lúc đó Sài Tuyên đã nói thế. Lần này vu hồn giới mở ra, Sài Tuyên cũng không để Hoàng Hạo ở trong lòng. Phải hắn vào vu hồn giới thuần túy là muốn làm vật thi sinh mà thôi. Nhưng mà thật không ngờ đến tên đáng khinh bỉ vô cùng này lại còn sống sót mà trở về. Lúc này tên Hoàng Hạo lông tóc không tổn thương từ trong vu hồn giới đi ra, khiến cho hắn như mở cờ trong bụng. Ánh mắt chán ghét nhìn đệ tử này cũng đã dịu đi rất nhiều. Thằng nhãi Hoàng Hạo này đáng giá để bồi dưỡng đấy. Hắn vừa nghĩ tới đây liền thấy Hoàng Hạo và Diệp Húc đứng chung một chỗ cũng không trở lại bên người mình, vừa nói vừa cười, không khỏi tức giận sôi máu mà nói: thằng nhãi này làm phản hay sao? Bạch Nhãn Lang, thực sự là Bạch Nhãn Lang mà. Hàn Đông Dương kỳ quái nói: thất sắt cung ta lót đáy hay không không quan trọng, ngay cả đệ tử Quỷ Vương Tông cũng cúi đầu hàng phục Ngũ Độc Giáo, lúc này mới là mất mặt kìa. Sài Tuyên tức giận tới hộc máu tươi, quay đầu hướng Nghiêm Tam Sơn hung tợn nói: Tam Sơn, đợi người đem đầu Hoàng Hạo tới gặp ta. Dứt lời, khống chế Quỷ Vân Quỷ Sương mang theo mọi người Quỷ Vương Tông giết gào rời đi. Diệp Đà Chủ, lần này thu hoạch nhất định rất phong phú có phải không? La Ẩn điềm nhiên nói. Hắn thay Diệp Húc nhận tính xấu về mình, trong lòng cực kỳ tức giận. Tuy rằng những người khác sớm một gì cũng biết đệ tử mình đi vào vô hồn giới có hơn một nửa là chết trong tay Diệp Húc, nhưng La Ẩn vẫn nhìn hắn rất khó chịu. Những người khác cũng tò mò nhìn chăm chú vào Diệp Húc. Khi tiến vào trong vô hồn giới, tu vi của hắn mới là cố nguyên nhất phẩm, hiện giờ rời khỏi vô hồn giới rõ ràng là dung nguyên nhất phẩm, nâng cao 9 tiểu cảnh giới, một đại cảnh giới. Cho dù là nhân vật thiên tài trong môn phái của họ, tu vi muốn nâng cao nhiều như vậy cũng cần ít nhất từ 1 tới 2 năm, mà hắn từ lúc tiến vào vô hồn giới cho tới bây giờ cũng quá chỉ là 10 ngày. Diệp Húc khiêm tốn nói: nhận lời tốt lành của bảo chủ, Diệp mỗ cũng kiếm được chút ít bảo vật qua loa, không đáng đưa ra xem được. Những vô sĩ còn sống từ trong vô hồn giới đi ra nghe thấy như thế suýt nữa thì hộc máu. Một chút bảo vật qua loa sao? Diệp lão ma ăn nói ghê gớm, giết nhiều người như vậy, đoạt nhiều bảo vật như vậy, không ngờ còn kêu ít sao? Kỳ thực Diệp Húc là ăn ngay nói thật, hắn lấy được bảo vật đích xác không ít, nhưng so sánh với Giao đạo nhân bên người mà nói, hắn thu hoạch những bảo vật có thể đem ra được chỉ sợ cũng chỉ có kiện Thiên Vũ Chi Dực mà Giao đạo nhân đưa cho hắn mà thôi. La Ẩn tức giận một tiếng, phất tay áo rời đi. La Tu vội vàng đuổi kịp, nhỏ giọng mà nói: cha, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ buông tha cho tên tiểu tử này như vậy hay sao? Làm sao được bây giờ hả? La Ẩn tức giận quát lên: không một chút tiền đồ gì cả, chính người mang theo vài người xử lý hắn ở trên đường đi, chẳng lẽ còn muốn phụ thân tự mình ra tay hay sao? Mọi người thất sắt cung cũng lần lượt rời đi. Hạ Mộ Bạch nhìn Diệp Húc ngọt ngào cười nói: Diệp đà chủ, mấy ngày nay cần phải cố gắng mà bảo vệ tính mạng của mình đấy, ta ngày khác tu vi đại thành còn muốn đích thân tới lấy. Ồ, tiểu đệ đệ, về nhà uống sữa đi thôi. Diệp Húc lại nhẹ nhàng cười nói: nếu không thúc thúc không ngại, tiễn ngươi đi gặp bà ngoại đâu. Hạ Mộ Bạch sắc mặt xanh mét, người của thất sắt cung đã rời đi, hắn hiện giờ cũng không dám giao thủ với Diệp Húc. Hắn cười lạnh lên tiếng: xem ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu đấy. Dứt lời, dưới chân đột nhiên hiện ra một đại đỉnh, ngự phong rời đi. La Sắt môn chủ Liễu Thiên Huệ nhỏ giọng hỏi đệ tử còn sống trở về, thế mới biết danh hiệu Diệp lão ma đầu. Đệ tử của mình cũng không ít người chết trên tay của Diệp ma đầu này. Tuy nhiên ngũ đại môn phái từng có quy định, nàng cũng không tiện ra tay gây hấn với Diệp Húc. Liễu Thiên Huệ liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái thật sâu, cười khanh khách mà nói: Diệp đà chủ quả nhiên là thiếu niên có triển vọng, thủ đoạn cao cường, thiếp thân khâm phục rồi. Dứt lời, nàng cũng mang theo mọi người mà rời đi. Diệp Húc dùng mình một cái, nữ nhân này tiếu lý tàng đao, cũng không phải người đơn giản.
Sớm biết như vậy, ta xuống tay độc thêm một chút nữa, xử lý hết thảy những đệ tử của mấy môn phái này. Ta không nói, đệ tử Bách Khoa Cung không nói, ai biết ta làm đây? Trong lòng của hắn hung tợn mà nghĩ, lần này Vu Sĩ Thanh Châu toàn quân bị diệt, Lương Vương mặt mày nhăn nhó, hắn phái đi ba vu sĩ tự nhiên cũng chết trong vu hồn giới, nói vài câu với Diệp Húc rồi cũng rời đi. Diệp đà chủ, còn muốn đa tạ ngươi ở trong vu hồn giới đã chiếu cố cho đệ tử Bách Khoa Cung. Bách Khoa Cung chủ chân thành tới cười nói, nàng hỏi qua đám người Ân Nguyệt Nhi mới biết Diệp Húc đã từng ra tay cứu các nàng, hơn nữa đệ tử Bách Khoa Cung chết cũng không có nửa điểm quan hệ với Diệp Húc, không phải chết trong tay yêu thú thì bị đệ tử các môn phái khác sát hại. Diệp Húc cười nói, cung chủ khách khí rồi, chúng ta gần nhau tự nhiên hẳn phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Giúp đỡ lẫn nhau sao? Bách Khoa Cung chủ nhợt nhạt cười, lướt nhìn hắn một cái thật sâu, gật đầu nói, Diệp đà chủ nếu gặp nạn có thể tới Bách Khoa Cung tránh né đi mấy ngày, bản cung thấy những người mới rời đi đó hơn phân nửa sẽ mua đồ gây rối cho ngươi, không bằng cùng ta đi thôi. Ý tứ của nàng là cùng với Diệp Húc đi trở lại phân đà Vân Môn Sơn tạ ơn Diệp Húc đã ra tay tương trợ. Diệp Húc thản nhiên cười nói, trở lại Vân Môn Sơn rồi thì sẽ thế nào đây? Vân Môn Sơn ta thế nhỏ, cũng chỉ có 2-3 người, cung chủ cũng không thể ở đó bảo vệ ta được. Đa tạ hảo ý của cung chủ, cái gì nên tới thì tới, so với việc chết ở trên địa bàn của ta thì chẳng bằng giải quyết vấn đề ở trên đường còn hơn. Ồ, Diệp đại chủ có hùng tâm này, bản cung an tâm rồi. Nàng tế khởi liên hoa thật lớn của mình, mang theo đệ tử Bách Khoa Cung trở về núi. Bên trên liên hoa, Ân Nguyệt Nhi lo lắng mà hỏi, cung chủ, Diệp đại chủ không có việc gì đấy chứ? Bách Khoa Cung chủ thản nhiên cười nói, nếu hắn nói vậy, khẳng định là có nắm chắc. Diệp đại chủ này không phải là người thường, hơn nữa... Nàng sắc mặt ngưng trọng, lộ ra vẻ cảnh giác rồi nói, cái tên đệ tử Quỷ Vương Tông bên cạnh hắn ta cho ta một cảm giác nguy hiểm cực độ. Ta đối mặt với hắn không ngờ giống như đối mặt với một đầu mãnh thú hung tàn, hoang dã cực độ vậy. Thậm chí cánh tay đều nổi lên một chút mụn nhọt rồi. Nếu là trước đây Diệp Húc đắc tội nhiều môn phái như vậy, hắn ước gì được Bách Khoa Cung chủ bảo vệ hộ tống trở về. Nhưng hiện giờ hắn lại ước gì không có Bách Khoa Cung chủ ở bên người. Có Giao đạo nhân ở đây, cho dù kẻ thù có nhiều gấp đôi cũng đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu thôi. Trong lòng hắn cứ thầm nghĩ. Bên hồ Mã Đạp, đám người tản đi hết, Diệp Húc mới cười nói, đại ca, người nếu không có nơi dừng chân, không ngại tới Vân Môn Sơn của ta chứ? Tiểu đệ là đệ chủ của Vân Môn Sơn, trong phạm vi chăm sắm đều là địa bàn của tiểu đệ. Giao đạo nhân cẩn thận suy ngẫm trong chốc lát, hắn lần đầu tiên rời khỏi vô hồn giới, phóng mắt nhìn lại, đường đời không quen, đích xác không có nơi nào để đi, cho nên mới gật đầu. Diệp Húc tế khởi kim tàm bốn cánh, hai người dắt tay nhau bay về phía Vân Môn Sơn. Kim tàm bốn cánh này là thượng phẩm của trùng, xếp hạng chức 10, hiện giờ đã so với vu bảo cấp 1 rồi. So với trước kia, nó hung ác gấp trăm lần, phi hành tốc độ cực nhanh, lại bị Diệp Húc tế luyện thuần thục, thuận buồm xuôi gió là một bảo vật để đi xa. Mà bản long kim trượng dũng mãnh mạnh mẽ là lợi khí để công kích gần người. Về phần viêm dương hồ lô, Diệp Húc trước mắt còn chưa thể tế luyện mà sử dụng. Tuy nhiên, kiện bảo vật này dùng để phòng vệ quanh người, cho dù là huyết thần kinh bá đạo như vậy cũng không thể xâm nhập được. Hơn nữa, kiểu chuyển nguyên công của Diệp Húc phòng ngự tầng 7. Diệp Húc rất tin chính mình đã trang bị đến tận răng vũ trang, vũ khí, hơn nữa còn có can thể giao hung ác hơn vạn phần. Trong ngọc lâu của ta còn cất chứa rất nhiều vũ binh, vũ báo, cũng có hai kiện. Trở lại Vân Môn Sơn có thể đưa cho đám người Thạch Trường Thanh mượn. Thạch Trường Thanh đáng thương đã tu luyện tới chân nguyên kỳ, còn chưa có một kiện vũ bảo nào cả. Thạch Trường Thanh là một trong 9 đệ tử của Vân Môn Sơn, là nhân vật duy nhất có thể ra tay được. Tuy nhiên tới nay hắn còn chưa có vũ bảo, thực lực căn bản không được phát huy, gặp được vu sĩ cùng cấp độ chỉ có thể chịu ngược đãi. Trong ngọc lâu của Diệp Húc còn rất nhiều tài liệu cùng dược tài. Tài liệu là vũ binh còn thừa, hắn phải lưu giữ những tài liệu và vũ binh này để rèn một kiện vũ bảo cho mình. Về phần dược tài thì để cho Hùng Bi gieo trồng đào tạo. Chờ ta trở về núi, đầu hắc hùng kia đừng hòng mà nhàn được. Hắn lúc ở Hắc Thổ Lĩnh đã thu được không ít độc yêu, số lượng cả trăm chứ không ít. Lúc này trong Thần Mộc Vương Đỉnh, những độc yêu này thi nhau chém giết một đầu sắp chuẩn bị hóa thành cổ trùng. Đối với đầu cổ trùng sắp thành thục này, Diệp Húc cũng rất chờ mong. Lần trước hắn luyện ra huyết tàm bốn cánh chỉ là một loại động vật bình thường ở ngũ độc cố mà thôi, mà những độc yêu ở trong Hắc Thổ Lĩnh này đều là cổ trùng thành thục, khẳng định phải mạnh mẽ hơn huyết tàm bốn cánh rất nhiều. Đợi bay ra khỏi Mã Đập Hồ, Giao đạo nhân hai mắt khẽ nhíu lại, liếc chung quanh một lát, đột nhiên nói,
Hiền đệ, xem ra kẻ thù của ngươi không ít đâu. Diệp Húc đưa mắt đánh giá chung quanh một chút, cũng phát hiện ra nhiều khí tức như có như không. Hắn cười nói, đại trượng phu trên đời mấy ai không có đối thủ đây. Nếu là ngại giết nhiều kẻ thù như vậy, giết một đám cũng không thiếu. Giao đạo nhân cười ha hả, vỗ tay tán thưởng nói, hay, nói rất hay, chỉ cần là kẻ thù giết sạch đi là được rồi. Lúc vừa mới bắt đầu ngươi giết càng nhiều, ngay cả kẻ thù cũng sợ hãi ngươi, tới thời điểm không ai dám làm kẻ thù của ngươi nữa kìa. Diệp Húc nghe nói như thế không khỏi dùng mình một cái. Hắn xưa nay nóng tính cho nên sát tâm rất nặng, nhưng sát tâm của hắn so với Giao đạo nhân còn nhẹ hơn không biết bao nhiêu lần. Cái này chẳng qua chính là tâm tính của Giao đạo nhân, ác giao đắc đạo, hung tàn thành tính, sát phạt quyết đoán vô cùng. Tuy nhiên, lời của Giao đạo nhân mặc dù thẳng thắn nhưng rất có đạo lý. Từ trước tới nay, lấy bạo chế bạo, ân đền oán trả là quy luật của Hoa Vu Hoang thế giới này. Phản đồ! Một vài bóng đen đột nhiên hiện lên trên không, ngăn lại đường đi của hai người bọn họ. Tất cả trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận, hung tợn nhìn vào Giao đạo nhân nói, tên phản đồ, mau ra đây chịu chết đi. Diệp Húc không kìm nổi cười thất thanh nói, đại ca, đây không phải là kẻ thù của tiểu đệ, mà là tìm ngươi tính sổ kìa. Giao đạo nhân vẻ mặt buồn bực, lần đầu tiên hắn rời khỏi vô hồn giới, làm sao có kẻ thù như vậy, còn nói là phản đồ đây. Sau một lúc lâu, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, buồn bực không ngừng, hóa ra là do bộ dạng này của ta gây nên sao. Nghiêm Tam Sơn lạnh lùng liếc nhìn Diệp Húc một cái, cười lạnh mà nói, tiểu tử, lão gia ta không chỉ giải quyết một tên phản đồ, ngay cả ngươi cũng trốn không thoát đâu. Ngươi giết sư đệ ta, nhục mạ sơn môn ta, theo lệnh của tông chủ, mang đầu ngươi đi giao nộp cho hắn. Hắn tu vi cao thâm, đã đạt tới tam chân cảnh đỉnh cao, hôn nguyên kỳ cửu phẩm, so với vu sĩ hạo nguyệt kỳ thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn nói ra lời này, một bộ dạng đương nhiên thắng lợi, cho rằng mình có thể giết được hai người Diệp Húc. Một vu sĩ trung niên phía sau hắn cười lạnh lên tiếng, hiện giờ hai người tự sát còn kịp, nếu không đợi cho bọn ta ra tay, sẽ rút đi hồn phách của các ngươi, nhốt vào trong vu báo, cho ngươi chịu khổ đời đời kìa. Một vu sĩ trung niên khác cười ha hà nói, hoặc các ngươi quỳ xuống cầu xin, dập đầu xin tha thứ, mấy lão già chúng ta không biết chừng sẽ mềm lòng nhất thời, mà tha cho các ngươi một con đường sống kìa. Nghiêm Tam Sơn bước tới một bước, chân dậm mạnh trên không trung, chấn làm cho không khí chấn động như sóng lớn, kịch liệt run rẩy mà quát lên, còn không quỳ xuống. Giao đạo nhân nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Diệp Húc nói, vũ sĩ bên ngoài đều kiêu ngạo như vậy hay sao? Tu vi tuy không cao, thế nhưng giọng điệu lại không nhỏ. Đám người Nghiêm Tam Sơn nghe lọt vào lỗ tai, tức giận tới sôi trào cả máu. Hoàng hậu này mở miệng nói người khác kiêu ngạo, thực ra chính mình còn kiêu ngạo hơn nhiều. Chỉ là một vãn bối, không ngờ dám nói bọn họ tu vi không cao. Bối phận của Hoàng hậu là thuộc loại đệ tử cấp thấp nhất của Quỷ Vương Tông. Đám người Nghiêm Tam Sơn không ai không phải là sư thúc sư bá của hắn. Tiểu tử khốn kiếp, khó trách tông chủ từng nói ngươi đáng kinh vô cùng, hiện giờ quả nhiên là như vậy thật. Một phu sĩ trung niên phẫn nộ quát lên, Nghiêm sư huynh, bớt sảng ngôn đi, giết bọn họ nhanh chóng rồi chúng ta trở về báo cáo kết quả với tông chủ. Ba người giận tím mặt, đang muốn động thủ, đột nhiên chỉ thấy Giao đạo nhân hít một hơi thật dài, rồi phun ra một ngụm khẩu khí. Ngụm khẩu khí này vừa mới phun ra thì cuồng phong giết gào, cương phong mang theo sát khí uy lực vô cùng thổi qua ba người. Bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị cỗ phong sắt này thổi trúng, cốt nhục tan rã, thậm chí ngay cả vu bảo bọn họ tỉ mỉ luyện chế cũng bị phong sắt này phá hủy. Giao đạo nhân một hơi thổi chết ba người, cười nói với Diệp Húc, đây là lúc ta tới vu hồn giới tầng thứ 5, không cẩn thận hút vào một ngụm phong sắt. Tu vi của bọn họ ngay cả một ngụm phong sắt này cũng không có ngăn được, thì còn kiêu ngạo cái gì đây? Diệp Húc trong lòng khâm phục vạn phần. Giao đạo nhân này ngay cả ngón tay cũng không động, đã làm cho ba người Nghiêm Tam Sơn chết ngay tại chỗ. Loại tu vi này có thể nói là rất khủng bố. Càng làm cho hắn kinh ngãi hơn chính là uy lực của phong sắt tầng thứ 5. Nó so với tầng thứ 2 mà nói lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Giao đạo nhân không ngờ ẩn giấu một ngụm phong sắt bên trong lồng ngực, không lo lắng thân thể bị tổn thương chút nào. Giao đạo nhân thân thể là thanh giao, tu luyện thành yêu, liền có nguyên đan, thân thể trời sinh mạnh mẽ vô cùng. Vu bảo bình thường vô pháp căn bản không thể xúc phạm tới hắn. Loại dị chủng thượng cổ này, cho dù không được thiên đạo kế thừa, cũng không có bảo vật như Ngọc Lâu, nhưng thực lực của bọn họ tuyệt đối là vượt xa vũ sĩ cùng cấp độ. Thậm chí, vũ sĩ tu luyện vô pháp, đại đa số đều muốn quan tưởng thân thể dị chủng thượng cổ, do đó mà sáng tạo ra pháp thuật, chỉ là bắt chước hình thái động tác của bọn họ, liền có được uy lực hùng mạnh. Có thể thấy được,
thượng cổ dị chủng bản thân có thực lực khủng mạnh như thế nào. Bọn họ còn chưa kịp tới Thanh Châu, đột nhiên thấy một mảnh huyết vân từ trên trời xa xa bay tới, đằng đằng sát khí. Phiến huyết vân này xẹt một tiếng dừng lại cách hai người không xa, chỉ thấy La Tu cùng hơn 10 vu sĩ huyết thần bảo đứng ở trên huyết vân. Lại đi tìm chết nữa sao? Hơn nữa còn tới mười mấy người. Diệp Phúc thầm nghĩ. Trong huyết vân có một lão giả hiển nhiên là người đứng đầu, thần thái kiêu căng, quét mắt nhìn Diệp Phúc và Giao đạo nhân một cái, hồn nhiên không có để họ vào trong mắt, cười lạnh mà nói: Chất nhi, người nào là Diệp Thiếu Bảo vậy? Giao đạo nhân nghe vậy quay đầu cười với Diệp Phúc: Hiền đệ, lần này là tìm ngươi. Diệp Phúc cười khổ. La Tu hung tợn trừng mắt nhìn hắn, nhe răng cười độc ác nói: Thất thúc, chính là tiểu tử mặc áo lam kia. Lão giả kia tên là La Cương, chính là bảo đệ của La Ẩn, tu vi cực kỳ cao, địa vị trong huyết thần bảo gần với La Ẩn cùng mấy vị phó bảo chủ. La Ẩn khiến Tu La đi tìm vài người xử lý Diệp Húc ở trên đường. Hắn liền tìm vị thúc thúc này của mình, mang theo hơn 10 đệ tử huyết thần bảo mà đánh tới đây. La Cương cười lạnh nói: Một tiểu vũ sĩ dung nguyên kỳ cũng đáng để cho lão phu ra tay sao? Các ngươi ai lên giết hắn đây? Lúc này có một đệ tử huyết thần bảo nhảy ra cười nói: Thiếu chủ dù sao cũng vừa mới tu luyện tới chân nguyên kỳ, còn không có vu bảo thuận tay mới thua trên tay tiểu tử này. Đệ tử cao phong tất có thể giết người này dễ dàng, thỏa mối hận trong lòng của thiếu chủ. Tu vi của hắn gần như đạt tới chân nguyên kỳ đỉnh cao, hiển nhiên đã sớm tu luyện tới tam chân cảnh. Lại có một đệ tử huyết thần bảo đứng ra nói: Làm sao cần cao sư huynh xuất thủ, vẫn là để cho đệ xuất lực đi. Mấy vị tu sĩ còn lại cũng không cam lòng yếu thế, đều tranh nhau ra tay cướp đoạt công lao này. La Cương có chút không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng không biết Giao đạo nhân còn không kiên nhẫn được hơn hắn, đột nhiên mở mồm lớn, dùng sức hút một cái, đem La Tu cùng hơn 10 vị đệ tử hết thảy hút vào trong miệng nuốt xuống. Thậm chí ngay cả vu bảo mà La Cương vất vả tế luyện mãi mới được là phiến huyết vân kia cũng bị hắn nuốt một ngụm vào trong bụng luôn. Chỉ có La Cương tu vi là cao nhất, không có bị hút đi, trong lòng lúc này không khỏi kinh hãi muốn chết. Hắn vội vàng quát lớn một tiếng, thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn huyết ảnh, hướng tới bốn phương tám hướng bay đi. Hắn đã nhìn ra được người đàn ông thanh bào này tuyệt đối là cao thủ khủng bố tới cực điểm, hơn phân nửa đạt tới cấp số của La Ẩn, làm sao có thể dám cậy già mà lên mặt, hận không có thêm mấy chân để chạy trốn cho nhanh hơn. Giao đạo nhân khẽ nhíu mày, lấy tay chảo một cái, lập tức hàng ngàn vạn đạo huyết ảnh không tự chủ được mà rơi vào trong tay của hắn. Két một tiếng, lòng bàn tay hiện lên một đoàn lửa đỏ, đốt cháy hết tất cả. Trong chớp mắt, vô sĩ huyết thần bảo đã chết hết. Diệp Phúc và Giao đạo nhân tiếp tục chạy đi. Không bao lâu liền tới Tử Trúc Phong, Vân Môn Sơn. Diệp Phúc cười nói: Đại ca, nơi này là địa bàn của tiểu đệ. Đột nhiên một lão già béo phì từ trong Tử Trúc Phong bay lên thẳng tới Diệp Phúc. Lão già này mặt đầy hồng quang, đỉnh đầu không một sợi tóc, trụ lùi một mảnh, cao giọng nói: Tiểu tử thối, ngươi là Diệp Thiếu Bảo hay sao? Lão tử chờ ngươi đã lâu rồi. Ồ, lão già này là ai vậy? Chẳng lẽ muốn giết ta hay sao? Diệp Húc trong lòng buồn bực. Người này là cao thủ. Giao đạo nhân trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang, trong miệng hắn đột nhiên phát ra một chuỗi long ngâm, lắc mình tiến tới phía trước người lão già kia, một quyền oanh phi tới hắn. Lão già trở tay không kịp, không tự chủ được mà rơi xuống, ầm một tiếng nổ vang, không ngờ làm cho nguyên một tòa núi nhỏ của Vân Môn Sơn bị sụp xuống, mặt đất xuất hiện một cái hố to mấy trăm mét, sâu không thấy đáy. Những dãy núi khác thì ầm ầm vang vọng liên tục giống như động đất vậy. Có thể thấy được một kích này của Giao đạo nhân uy lực là khủng bố như thế nào. Giáo chủ, đám người Thạch Trừng Thanh sợ tới mức khuôn vất phụ thể, vội vàng từ trong Tử Trúc Phong bay ra, hướng tới vị trí của lão già béo phì rơi xuống kia mà kêu lớn: Giáo chủ đạo nhân, lão nhân ra ngài không có việc gì đấy chứ? Sao, giáo chủ ư? Diệp Húc sắc mặt lập tức như mướp đắng, chớp chớp mắt lẩm bẩm mà nói: Lão nhân béo này chính là Ngũ Độc Giáo giáo chủ Lệ Tượng Dương hay sao? Thôi xong rồi, thảm rồi, thật sự là thảm rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 28 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.